Cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy dường như cũng liệu trước được tương lai của mình sau khi cứu nguy chính phủ Mỹ bằng tuyên bố: "Nếu tôi phải mạo hiểm công việc của mình vì đã đứng lên vì người dân Mỹ, tôi sẽ làm điều đó." Không còn là lời cảnh báo, việc giúp chính phủ Mỹ thoát khỏi nguy cơ đóng cửa vào ngày 1 tháng 10 vừa qua đã khiến ông Kevin McCarthy, chủ tịch thứ 55 của Hạ viện Mỹ, trở thành chủ tịch Hạ viện Mỹ bị phế truất lần đầu tiên trong lịch sử. Được biết, trong cuộc bỏ phiếu gây sốc của chính đảng Cộng hòa đưa ra, ông Kevin McCarthy đã bị mất chức chủ tịch Hạ viện Mỹ. Đây được coi là cái giá của ông Kevin McCarthy phải trả khi cố gắng giúp chính phủ Mỹ tạm thời ngăn chặn nguy cơ đóng cửa. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Việc giúp chính phủ Mỹ an toàn trước nguy cơ phải đóng cửa vào ngày 1 tháng 10, chủ tịch Hạ viện Mỹ đã gián tiếp đưa mình vào thế khó, vượt xa những kịch bản xấu được dự tính ban đầu. Ông Kevin McCarthy trở thành chủ tịch Hạ viện Mỹ bị phế truất lần đầu tiên trong lịch sử. Được biết, lần đầu tiên trong lịch sử 234 năm của mình, Hạ viện Mỹ đã ủng hộ nghị quyết bãi nhiệm chủ tịch Hạ viện với số phiếu 216-210, bao gồm 8 phiếu đến từ đảng Cộng hòa, nơi ông McCarthy là thành viên. Theo CNN, kết quả này là một kết quả vô cùng gây sốc. Theo lời của một số thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện cho biết, họ choáng váng và không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi ông McCarthy bị phế truất khỏi vị trí chủ tịch Hạ viện. Đảng Cộng hòa đang kiểm soát Hạ viện với đa số xích sao 221-212 và chỉ cần có 5 người nổi loạn là có thể đe dọa quyền lực của ông McCarthy trong trường hợp tất cả các thành viên dân chủ tại Hạ viện cùng bỏ phiếu phế truất. Và điều này đã xảy ra khi tại cuộc bỏ phiếu trên, 8 thành viên Cộng hòa cùng với 208 thành viên dân chủ đã bỏ phiếu để loại bỏ ông McCarthy khỏi chức vụ. Thông tin từ CNN cũng cho biết thêm, các thành viên đảng Dân Chủ tại Hạ viện được thông báo sẽ họp vào sáng ngày 4 tháng 10. Trước kết quả của cuộc bỏ phiếu khiến ông McCarthy bị phế truất, Hakeem Jeffries gọi đây là thời điểm trang trọng của đất nước và cho biết các đảng viên Dân Chủ sẽ tiếp tục làm việc theo mô hình hợp tác lưỡng đảng vì lợi ích của người Mỹ. Sau cuộc bỏ phiếu trên, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hạ viện, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Patrick McHenry, sinh năm 1975, đại diện của bang North Carolina, sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí quyền chủ tịch Hạ viện cho đến khi cơ quan lập pháp này bầu nhà lãnh đạo mới. Được biết, ông McCarthy bắt đầu nhiệm kỳ chủ tịch Hạ viện vào ngày 7 tháng 1, 2023. Với kết quả trên, ông McCarthy đã trở thành vị chủ tịch có thời gian nắm giữ chức vụ ngắn thứ hai trong lịch sử Mỹ với 269 ngày trước khi bị phế truất bởi đa số phiếu vào ngày 3 tháng 10. Hãng Reuters cho biết, chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy có thể bị những nhân vật theo đường lối cứng rắn của đảng Cộng hòa lật đổ sau khi chính phủ Mỹ tạm thoát nguy cơ đóng cửa. Nghị sĩ Cộng hòa Andy Biggs viết trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, ông ấy có nên tiếp tục làm chủ tịch Hạ viện hay không? Một người khác, nghị sĩ Cộng hòa Matt Gaetz, cũng lên tiếng: "Một điều tôi biết, nếu Kevin McCarthy sử dụng phiếu bầu của đảng Dân Chủ tại Hạ viện để thúc đẩy các ưu tiên chi tiêu của Tổng thống Joe Biden, thì ông ấy không thể là chủ tịch Hạ viện nữa." Trong khi đó, một số đảng viên Dân Chủ ngỏ ý họ có thể hỗ trợ ông McCarthy nếu có nỗ lực lật đổ ông giữa thời điểm hỗn loạn này. Ông McCarthy quyết định chọn biện pháp có thể được đảng Dân Chủ ủng hộ, dù biết rõ vị trí của mình có thể gặp nguy hiểm. Một trong những cố vấn của ông McCarthy nói với Reuters rằng, ông McCarthy đã lường trước tình huống một số nhân vật theo đường lối cứng rắn của đảng Cộng hòa sẽ cố gắng hất cản mình. Mặc dù vậy, ông McCarthy tuyên bố, "Nếu tôi phải mạo hiểm công việc của mình vì đã đứng lên vì người dân Mỹ, tôi sẽ làm điều đó." Trước đó, Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu 335 phiếu thuận, 91 phiếu chống để thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhằm ngăn chặn việc chính phủ Mỹ đóng cửa vài giờ trước khi các khoản tài trợ liên bang hết hạn ngày 1 tháng 10 giờ địa phương. Thượng viện do đảng Dân Chủ dẫn đầu sau đó phê chuẩn dự luật do Hạ viện chuyển đến với sự ủng hộ của lưỡng đảng và gửi nó cho Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Tuy nhiên, Reuters cho biết, ngay sau động thái trên của Hạ viện, những nhân vật theo đường lối cứng rắn của đảng Cộng hòa bắt đầu chỉ mũi dùi vào vai trò của ông McCarthy với tư cách là chủ tịch Hạ viện. Trong khi mọi kịch bản đang hướng về chính phủ Mỹ sẽ ra sao nếu phải đóng cửa vào ngày 1 tháng 10, mới đây, CNN thông tin, ngày 30 tháng 9, chỉ vài giờ trước hạn chót để ngăn chính phủ Mỹ đóng cửa ngày 1 tháng 10, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát bỏ phiếu thông qua dự luật tài trợ tạm thời cho chính phủ liên bang hoạt động thêm 45 ngày. Được biết, tỷ lệ bỏ phiếu là 335-91, trong đó 209 nhà lập pháp đảng Dân Chủ và 126 nhà lập pháp đảng Cộng hòa ủng hộ dự luật trên.
chỉ duy nhất một thành viên đảng Dân Chủ bỏ phiếu chống. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy công bố dự luật trên vào sáng 30 tháng 9, sau nhiều tuần đấu tranh nội bộ giữa các đảng viên đảng Cộng Hòa tại Hạ viện và sau khi Hạ viện hôm 29 tháng 9 bác dự luật tài trợ tạm thời cho chính phủ Mỹ hoạt động thêm 30 ngày. Dự luật mới được Hạ viện thông qua gia hạn thời gian hoạt động của chính phủ Mỹ thêm 45 ngày và bao gồm điều khoản về viện trợ thiên tai mà Nhà Trắng đề xuất. Tuy nhiên, dự luật không bao gồm khoản tài trợ 6 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine, một nhượng bộ quan trọng mà nhiều đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đề nghị. Phát biểu sau buổi bỏ phiếu, ông McCarthy nhấn mạnh rằng ông muốn chính phủ hoạt động để tiếp tục trả lương cho quân đội. Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries, lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Hạ viện cho biết, dự luật trên giúp các ưu tiên của đảng Dân Chủ được tài trợ, theo trang The Hill. Dự luật tài trợ tạm thời trên hiện được chuyển lên Thượng viện Mỹ để bỏ phiếu. Dự kiến các thượng nghị sĩ sẽ tiến hành bỏ phiếu vào lúc 15 giờ 45 phút giờ địa phương ngày 30 tháng 9. Nhiều khả năng Thượng viện Mỹ sẽ thông qua dự luật trên khi nhiều thượng nghị sĩ ở cả hai đảng đều bày tỏ sự lạc quan về việc chính phủ Mỹ sẽ tránh được nguy cơ đóng cửa sau khi dự luật nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng tại Hạ viện, theo đài CNN. Chẳng hạn, phát biểu sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tạm thời, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết, nhiều hy vọng rằng chúng ta có thể thực sự tránh được việc chính phủ đóng cửa. Lên tiếng sau khi chính phủ thoát cảnh phải đóng cửa, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói ông mệt mỏi trước cảnh lưỡng đảng bên miệng hố chiến tranh và kêu gọi đảng Cộng hòa hành động tránh một cuộc khủng hoảng tương tự trước khi dự luật tạm thời hết hiệu lực vào tháng 11. Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa trong Quốc hội thông qua dự luật cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine, đồng thời nói rằng ông mệt mỏi trước tình hình chính trị suýt chút nữa dẫn đến việc chính phủ Mỹ đóng cửa. Theo hãng tin Reuters, ông Biden đưa ra phát biểu trên một ngày sau khi lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua dự luật tạm thời cho phép chính phủ liên bang hoạt động thêm 45 ngày. Nhận xét về việc chính phủ Mỹ suýt đóng cửa, Tổng thống Biden nói ông mệt mỏi trước tình trạng bên miệng hố chiến tranh và kêu gọi đảng Cộng hòa hành động để tránh một cuộc khủng hoảng tương tự trước khi dự luật tạm thời hết hiệu lực vào tháng 11. Tôi thực sự kêu gọi những người bạn đảng Cộng hòa của tôi tại Quốc hội đừng chờ đợi, đừng lãng phí thời gian như các bạn đã làm suốt mùa hè. Hãy thông qua một thỏa thuận ngân sách kéo dài một năm. Hãy tôn trọng thỏa thuận mà chúng ta đã đạt được vài tháng trước. Ông Biden nói thêm. Ngân sách tạm thời không bao gồm khoản tài trợ 6 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine. Theo ông Biden, đảng Cộng hòa cam kết cung cấp viện trợ cho Ukraine bằng một dự luật riêng thông qua một cuộc bỏ phiếu. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng ta không thể cho phép sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine bị gián đoạn. Tôi hoàn toàn mong đợi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy sẽ giữ lời hứa đảm bảo hỗ trợ cần thiết để giúp Ukraine tự vệ. Ông Biden nói, Tổng thống Mỹ cũng nhắn tới người dân Ukraine rằng họ có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của Washington. Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã ký dự luật tạm thời, trong đó không có phần viện trợ cho Ukraine, giúp chính phủ Mỹ thoát cảnh đóng cửa vào phút chót trước 0 giờ ngày 1 tháng 10 giờ địa phương. Dự luật Quốc hội vừa thông qua không đề cập đến vấn đề trên, nên một cuộc bỏ phiếu khác dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tuần. Các nhà lập pháp hiện vẫn đang tranh cãi về một dự luật riêng liên quan đến khoản viện trợ quân sự trị giá 24 tỷ USD cho Ukraine. Mặc dù Chủ tịch Hạ viện và đại đa số Quốc hội vẫn kiên định ủng hộ Ukraine, nhưng không có khoản viện trợ mới nào trong thỏa thuận này. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi không thể cho phép sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine bị gián đoạn. Tờ Ukraine Firm dẫn lời ông Biden. Tổng thống Mỹ bày tỏ kỳ vọng rằng Chủ tịch Hạ viện McCarthy sẽ giữ cam kết với người dân Ukraine và đảm bảo thông qua khoản viện trợ cần thiết để giúp đỡ Ukraine vào thời điểm quan trọng này. Trang bị vũ khí và các khoản hỗ trợ khác cho Kiev trong cuộc xung đột với Nga là một chính sách quan trọng của chính quyền ông Biden. Tuy nhiên, các kế hoạch vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các đảng viên đảng Cộng hòa cực hữu, mặc dù các đảng viên Cộng hòa ôn hòa vẫn ủng hộ, bao gồm ông McCarthy. Bản thân ông Biden đăng ảnh mình ký dự luật ngân sách tạm thời lên mạng xã hội X. Tổng thống Mỹ hoan nghênh dự luật được lưỡng viện Quốc hội thông qua với số phiếu áp đảo hôm 30 tháng 9. Tuy nhiên, ông lưu ý đến vấn đề về các gói viện trợ cho Ukraine. Nguồn tin từ Bloomberg cho biết, trước việc chính phủ Mỹ có nguy cơ phải đóng cửa vào ngày 1 tháng 10, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật lưỡng đảng một cách áp đảo với số phiếu 88 phiếu thuận, 9 phiếu chống, gần như ngay sau khi nó được Hạ viện chuyển đến. Trước đó, tại Hạ viện Mỹ, dự luật nhằm cứu chính phủ Mỹ thoát khỏi nguy cơ đóng cửa cũng được thông qua với tỷ lệ áp đảo với 135 phiếu thuận, 91 phiếu chống, giúp chính phủ Mỹ có nguồn tài chính để hoạt động đến ngày 17 tháng 11. Bên cạnh đó, dự luật hiện được đưa tới bàn Tổng thống Mỹ Joe Biden, người dự kiến sẽ ký duyệt nó thành luật
và ngăn chặn việc chính phủ Mỹ đóng cửa ngay trước thời khắc nửa đêm 1 tháng 10 giờ Mỹ, tương ứng trưa 1 tháng 10 giờ Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đột ngột từ bỏ các yêu cầu cắt giảm chi tiêu mạnh mẽ từ một số đảng viên cánh hữu sau những ngày hỗn loạn tại Hạ viện Mỹ. Thay vào đó, ủng hộ việc thông qua dự luật nhằm cấp ngân sách tạm thời cho chính phủ trong vòng 45 ngày. Sự thay đổi quan điểm của ông McCarthy đã nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo phe Cộng hòa thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell, người đã ủng hộ một biện pháp gần giống được Thượng viện thông qua trước đó, nhưng Hạ viện bác bỏ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!